viên UAE nói gì trước trận U23 Việt Nam U23 UAE, U23 châu Á. Nhà cầm quân của U23 UAE cho hay, UAE tôn trọng U23 Việt Nam cũng như các đội khác trong bảng đấu. Toàn đội UAE tập trung hoàn toàn vào từng trận đấu ở vòng bảng trước khi nghĩ đến những vòng đấu tiếp theo. Đây không phải thời điểm U23 UAE có lực lượng tốt nhất khi mất một tiền đạo trụ cột. Thật đáng tiếc là điều này đã xảy ra chỉ trước vài ngày giải đấu diễn ra. Nhưng U23 UAE có đội hình dày đủ để giải quyết mọi khó khăn về nhân sự. Huấn luyện viên Masic Koza nhấn mạnh đây không phải lúc nói về thất bại trong quá khứ. Trong khi đó, huấn luyện viên U23 Jordan phát biểu rằng Jordan rất vui vì được tham dự giải đấu này. Đây là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Jordan đã chuẩn bị tốt cho giải. Đây là bảng đấu khó với cả ba đội.